chồng đang làm gì? Em biết chồng chẳng bao giờ tới đây coi cháy. Em sẽ kể lại, không sót thứ gì. Em chỉ ước tình yêu của anh với Nhàn sẽ cháy tan vào trong lửa kia. Trước chị học chung với anh Dương nhà em à? Anh học trên chuyện lớp. Tạm xuống à, chú chị đẹp quá ha. Tôi hơn thôi. Thằng hiếp dâm, nó không được có mặt ở đây. Mẹ, mấy đứa té xong. Ta té xong, ông bỏ để tụng kinh sám hối, rồi họ tự động nổi lên. Miết ngoài biển, không về coi tận mắt nên không hiểu được. Lửa đẹp lắm, lửa làm em mê mẩn.